thân tôi là mà này mấy bà hưởng, tại vì tôi chuyển lại từ trên trời chuyển xuống sát nữ địa thằng nam, cái mặt tôi là đàn ông, nói chuyện đàn ông không mấy ổng trong mình tôi nhiều vậy nhiều lắm. Dạ, khi mà thầy nói nếu như mà vô trong này á, thì mang sanh thân sanh tử á, phải chịu giống như người ta vậy đó, tôi phải là cái nghiệp chung vậy đó, giống như mà sen á thì nó phải mọc từ bùn, nó từ bùn từ đất, nói chung là con người mà xuống cái lội xuống dưới này giáo độ người ta vào cái cõi tục này đó phải chịu y gan như vậy. Nếu bà tu xuống ai vợ là tu xuống ai vậy hồi nào đời nay lắm kẻ hùng hào thử tu xuống ai đời vậy nào tu khó không tàn là lên bờ xuống ruộng bắt người này đập tới người kia. Tại vì trên đài cao sen không thể mọc, sống an nhàn có học được cái chữ tu. Ừ, Linh Hiển nói kiếp sau không có sen hả? Dạ kiếp sau không có sen hả? Nói không phải nó nghĩa là nói cái người cao á, cái người mà giàu có đó, sung sướng rồi đó, không có học được cái chữ tu. Không có chữ tu, còn mình nghèo khổ, mình mới mà thấy ra tu mấy người mà giàu có ai đắc đạo không? Toàn là nghèo khổ, không có cơm ăn không, hạnh cho làm sao mà nghèo sơ sát. Tu chừng nào nó khổ từ rồi. Chúng đập rồi, chúng quánh. Cái câu trước thì nói gì đó, những câu sau cũng giả lại liền đó. Sống an nhàn có học được chữ tu mấy. Phải là khổ người các vị nói là tôi phải chịu muôn ngàn khổ cực, nói chuyện lâu dài mà chúng ta đuổi rồi đi ra khỏi nhà không cho bà ngồi đây, cho ngồi đó bây giờ ngộ ha, mình nói thẳng người ta không ưa tại vì lời thẳng mẳng quá không ai nhờ là bố vậy cái lòng á ta không hiểu nhờ qua năm nay rồi ta hết ai giống ghét người ta phục. Đi ra thấy sung sướng bây giờ, bây giờ đâu thương mà còn thương nhiều mà còn yêu yêu nhiều nó còn quý nhiều nữa, tại cũng chạy nữa hôm đẹp tới bà tám đi đâu tới cô Khoa này có người giống như bà đi xa xa gặp ô bà tám này trên YouTube nè mà mời bà vô cơm. Bây giờ tôi nói là năm châu thế giới bây giờ mới bán nói ủa ở đâu mà bà tám này trên YouTube tôi thấy bà trên đài không thôi được bây giờ bà tám cứ gặp được tới gặp mặt là tôi biết rồi đó không bà lại tôi đi đâu chúng tôi đến đó đây đâu là chắn nhiều bông về đây rồi đó nghe không có đi nữa lão đây vô vậy tôi chắn nhiều bông từ bên Trung Quốc từ dòng Trung Nam nó đâu cho mày hỏi bây giờ thầy về không biết mà giờ lo chờ lo chăm ở đây rồi ba đời tôi chưa đi đâu cũng nói giờ đi xuống đâu rồi đem nhà vàng tôi không đi tôi ở đây tôi ăn muối cột tôi cũng ăn để gì có muối cột tôi không có mê cái số mà tôm bà hủ tôi nói với chị ra tôi khôn quá cái khôn là khôn đời thánh đức á khôn ma khôn thầy khôn tiền chứ tôi không có khôn cái đời này không chịu tôi nói không có khôn đời này giờ là dân bên phía không biết cái gì trên con là khôn đất là từ sớm theo bây giờ mà không khôn tử là khôn của quỷ của ma ma với quỷ sang người hung ác ghê quá nghe ghê quá thế đó mà nghe gì lắm có nói ra mình thấy là nhanh bằng không có vừa gì đó không có vừa ghê ra người thượng cổ người ta dám đang đang với bà mà không có sợ gì không sợ đây nè bà lên nghe tôi rồi bây giờ bà thấy bà khẽ như thương không có sợ người đó liều mà không có sợ gì đó nhưng qua chính phẩm cuối cùng được lên việc cung tu tu nó khó nặng rồi khó tu tu được mới ngồi tòa xem chưa tu thì chết thì rồi khó tu chưa chết mà còn ngồi tòa xem thấy không sao hậu khó tu mà chưa chết mà còn ngồi tòa xem ghế gọi cho chết giống như là con thấy giống như cái đời của nhân tiên với ông Trịnh Hâm với người nào ác thì tiêu diệt người nào mà hiền như dân tiên á dân tiên đi quên vậy ngày sau cũng bắt thiên định chữ mặn dân tiên mắc nặng mấy lần ngày sau ngày được ẩn dòng chỉ dân gái như nàng Võ Thị Lan chơi tiên bóng quảng sao nàng lại đuôi giang châu vốn thiệt là cùi hết cơn đài đỏ sao ngồi bóp thôi mình nhớ hồi lúc Minh Dương liền quầy đánh đổi đi lễ thật trời tuân thanh Thích Ca nghe nói ăn cần tính sao mà mế tuân thanh làm gì Minh Dương bạch thật một kỳ thì nó ăn chào mắt nước tại thì nơi tôi nếu mà tôi biết lỗi rồi cứ lo tu niệm gì thời mới ăn Minh Dương nước mắt chứa chan cúi đầu lại thật mình vàng Thích Ca nặng lao đao mà nặng ta chừa dồn dập chẳng sao nặng lòng ừ có gì đâu
không có chuyện gì, ta không có sợ mấy chút, giờ ai hiếp đất ai nói gì đó, ta không sợ mấy chút là lần bao nhiêu. Bây giờ đâu có ai dám nữa. Hết rồi, lo là giờ qua, là qua cái mạng đó. Bây rồi. Giờ là gặp là thương, là quý rồi. Bà quý mạo bà có tiền không? Bây giờ là thương yêu rồi, quý rồi. Cổ là cổ nhiều thôi chứ đâu cổ rồi. Không ba mấy năm. Nhiều thôi. Hết rồi. 34 năm bây giờ hết. Dạ. Hết luôn. Bây giờ thăm hậu lên đây là hết luôn. Bởi vậy trên chuyển cho chú Hậu lên gặp Thiên. Thiên nói là tôi quen bà dạy nữa tôi lên nhà bà. Mình cũng tưởng màu rồi. Thiên là quả hảo. Cái lực đó, cái lực đó đập gần nhau mà. Cái lực hết trơn mà. Có lực mà. Đâu có được mà lĩnh mà. Cái này lực là nhau như điện. Dạ hiểu. Mấy người cây sao khó hiểu lắm. Đúng rồi. Có lắm giảng sao. Nói nha, không có hiểu cái lý nghĩa cái đó là nói suông không mà không có giải nghĩa. Còn tôi là nói giải gần luôn gần á, nói gần nói khóc khăm giải ra luôn, nói kết thúc luôn cũng như tám là quyết định được luôn á. Ừ, định tuồng luôn, định cái màn này lật đời thánh đất luôn. Nói cho chị biết nói đó. Chung là có sao nói vậy rồi đó, giờ mình cũng nghe nghe thầy mà không có ai dám định tuồng gì nói chung mình cũng nghe đạo không? Đạo mà không ai dám tỉnh tồn. Bị cái thằng sát mấy người đó đâu có được lệnh. Bị tôi đây là lão đây cầm bản thông thằng đài cơ chiếu đảo mà định thăng ngày giờ. Lão đây cầm lá thiên cơ, cơ binh sắc sẵn đợi chờ lĩnh trên. Lo cho ngày hội bơ dơ. Thầy về mà không biết lo chờ lo trong. Ngồi gần mấy bạn không biết mà lo chờ lo trong. Thấy không, nói một câu nhiều câu cho mình hiểu thấy không? Mùi thật thầy Phật tổ Muôn Ni với hàng chư vị chăm quan các ngài xuống thế sửa sang sắc thùng sắc lớp sắc màn kỳ ba sắc trần chuyển khắp gần xa quy đi phải biết mới đạt hiện duyên. Người ta chuyển lại đây định tuồng cho mấy bà hưởng tới diệt luôn, ai làm không phải diệt người đó. Mấy bà khỏi lo việc kẻ bảo tàng cho hết người không đau mà trời biểu chết ai mà ăn mẫu đi lời đến ngày làm gọi thật trời hưởng ban. Giờ ra những người ăn mẫu thiên can hữu hào cha mẹ phụ hoàng chúa cha dông sư phản đạo đem ra lấy lực tiêu hà sự chẳng gớm tan đời này chung nghĩa mấy ai con giết cha mẹ chưa mai kiếm tiền. Tôi cho mấy bà biết trước mà này ai ngỗ nghịch ai kênh với tôi kẻ ngỗ nghịch mà quay đứt cổ chẳng liền đứt cổ. Đáng ta ăn ba người ta chuyển lại đây mà tình định tồn mà không ăn chuyện định không có lìa thì lợi không có chuyển cho bố mượn khẩu ta nằm trong mình cũng nhẹ mượn khẩu mà cái đâu có nhẹ ra trong mình tôi nè má mặn dám nói gì có dân thách đó ba điện thôi nó chuyển lại đây rồi điện xuống rồi nói thủy tinh đi về hẻ cái này mà bà thấy không? Được dìa mừng luôn. Được không? Dìa mừng mà vui. Nghe mắt vui để vui ra. Gặp gấp không mau đồng gấp rồi đó. Rõ sát thì mới theo thầy được. Vui đó. Để gặp thật mà thôi thôi anh khóc. Ở lần giỏ làm sao hết chứ mà về mắt nhìn xem này quá bốn bời bởi ác đức nên không ai cứu. Ta anh ta chuyển lại đây, ta về đây mà nói đâu rồi khùng điên, đâu mấy chiếc này khùng. Đó kìa. Bạn biết cho mà sao mời nhiều mà cũng mới 55 đồng mà. Ê, còn ba thùng nữa đi chơi nữa mà. 55 thùng. Nắng nồi quá, sáng chiều mát cho nên. Ừ, 55 thùng. Cản được bao nhiêu? Ví dụ bán thì nó lâu chứ cho. Trời ơi, bán thùng mà cho không phải là người nào cũng cho đâu. Đâu. Giờ mặt cười lắm. Thôi cho tôi hay gói được không? Cho bà năm cũng chọc gói. Một lần là mê. Mê á, mê luôn. Bởi vì sáng giờ không có về. Không phải về tính về hồi nãy rồi đó mà. Còn mê. Nãy điện kìa. Lên đi, có sông hậu kìa, lên nhanh lên đi. Hả? Bán vậy? Bởi vì ông Thánh ông quần tử mời đạo bỏ ăn. Nếu như ông bỏ đạo giữ ăn làm đầu. Trong cho u thước bắt cầu xanh ngang tái thế lập đầu đế dương. Tu sao mà chẳng nhìn lưng không lòng bố thí không thương kẻ nghèo. Bố thí đừng có thân bì, cúng chùa đừng có buồn gì xảy tăng. Có lòng mà tiếng chẳng ăn. Trước cúng sao các hải ăn hầu bàn. Thấy tình đen bạc muôn nhàn. Lao thao mũi vợ bạn hàng quá đông. Chừng nào ngựa đá qua sông phụ hoàng xuống biển thì ăn mới vợ.
bây giờ kẻ khở người tời đến kỳ thiên đỉnh cũng cười một bên giờ ta cười muốn quay giờ là ngựa đá qua xong rồi đó, cầu qua xong rồi đó, ngựa đá qua xong rồi đó, cầu đá qua xong rồi đó, cầu đá qua xong rồi đó, cầu đá qua xong rồi đó, cũng như gì đám nhiều mà gì cây sắt mà chỗ bông nữa đó. Ừ, chừng nào cây sắt chỗ cây sắt chỗ bông đường đen như mực lạc hồng tới thân bây giờ chỗ nào cũng là đường trái nhựa hết trơn bây giờ trên cây sắt mà bằng tống bèn sắt hợp cây chữ tây thi đó là đẹp đó phải không đó. Bởi vì ở trong giảng thừa có nói đó, ngày sau nhiều lửa nó cùng đàn bà sung sướng vô cùng thảnh thơi dạo dời tột bật lên chơi giờ nhà mà cũng có đèn điện chứ. Bây giờ cái cảnh nó bến bây giờ hồi đó nha cứ bằng nha lăn máy bây giờ đào hôn nhảy vô cùng lên nhựa hết trơn bây giờ cắt luôn nhựa dài cắt hết trơn luôn. Tôi nói là y gian đừng ngọc cái sắt chỗ bông đường đen như mặt mực là hồng đó là xà đó là bổn lợi có không khai kinh thành lộ gia tâm lập đời phá non lập vững ngôi trời nơi nơi hiển cuối lập đời trường khác mặt nói chứ không mà bây giờ có người ôn bài đó mấy bạn mới nhớ tôi bảo đảm bà nội trong năm nay là bước qua năm nay nè là có người về cho bà tiền cắt cái bếp này đặng khách ta lại nhà bà nữa. Bà đó có thằng Hồn, có thằng Duy Duy cái bếp bà sao còn đặng cho khách tôi lại còn khách lại nữa. Mà thầy nói 500 thìn nhiều trận gió mưa cho nhân loại trăm ca ngàn đắng đó cô Tám. Năm nay là 5 thìn đó, nó có dông chưa? 5 thìn vốn thiệt là dòng thấy không? Dạ. Nên lúc hải hùng nổi long đông chiến tranh thảm khốc tàu ly thức thương hảo ra hải đối đau giống lạc hồng con dòng mới nửa nước nhanh mà trong bá tánh xuất thanh hải hùng. Dạ. Nhưng mà thầy nói chừng nào thầy lại gia chung á. Thì trong bốn đạo có bốn cộng hữu tre. Bây giờ người ta chuyển lại là mày hay đâu. Người ta chuyển lại ta ngồi gần mày biết không? Bốn cộng hữu tre rồi nè. Thế này là ngồi gần mày mà mày mới thầy nào. Một chút thầy ở trong tâm mày chứ đâu. Dạ, mặt mày tâm chứ đâu xa mà tiền mà thầy trong tâm á. Ờ. Mà này bây giờ mà này mấy người đạo nè tu Phật giáo Hòa Hảo mà nói chờ thầy giờ thầy mặt này là làm hết trơn rồi. Đúng rồi. Làm hết trơn. Hỏi thử mấy cái bà mụ đạo bây giờ lầm hết trơn. Bây giờ mấy bà chị ông thanh sĩ ông nói tưởng rằng ngày hội chen chân ai ngờ tới đó mà vững dưng thiếu ngừng thanh sĩ không chơi tàn chơi đợi thầy không mà ai ngờ sắc của thầy chuyển lại ngoài đây tao cứ chữ ra không chữ ra không nói là quỷ yêu nào là quỷ già nào đâu là quỷ của Phật bà cưng đừng có nói chờ thầy bây giờ cưng gặp cô Tám là chuyến này cưng hở hưởng đời cực lạc nếu không có cưng chắc đầu cô Tám bị gì giờ chờ thầy gì ngồi bây giờ còn bây giờ mà này mà tao nói tao cam đoan có quay tao chuyển ra đây rồi không có đâu tại ông thanh thiện hiện xuống cho cô Tám biết rồi Phật bà Quan Âm hiện xuống cho Tám biết Phật thầy cho Tám biết đức thầy cho Tám biết mấy ông Ngọc Hoàng cũng hiện cho Tám biết luôn nữa. Ngọc Hoàng Thượng Đế hiện cho Tám biết luôn. Cái mà đừng nói thôi. Bây giờ thí dụ cưng có duyên là cưng gặp mình cứ thầy thôi chứ có đâu mà các vị kia Tám què à. Dạ. Mẹ hết ông này cho hay tới ông kia tới ông nọ dạ. Mà là què à. Nếu mà có mấy bà chặt cái đầu tôi tôi chuyển lại đây nè nếu mấy bà tin thì mà này mấy bà hưởng lên YouTube này từ mấy bà tin tôi là mà này mấy bà hưởng tại vì tôi chuyển lại từ trên trời chuyển xuống xác nữ về thằng nam cái mặt tôi là đàn ông nói chuyện đàn ông không mấy ổng trong mình tôi
nhiều vậy nhiều lắm. Không mà thầy nói thầy nói thầy không có thầy nói 5 năm lục mạc cơ hàng thử con lệnh tài mây giảng tu mi làm cho dòi thẳng tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non trên năm non dòng thuận tốt tươi miền bảy núi mà sao báo quý ngọc báo quý nằm trong nam đỉnh đó phải dám tìm kim đáy biển dám tâm thấy dân tình ta lưỡng lúc mong gặp giống tố phải mau cài cái cưng tin bám đi cưng đừng có nói thầy gì đâu nữa đã ta chuyển ra đây mà cứ nói thầy gì nữa trong hậu chơi lên đây là biết cái gốc của tám rồi không có ông nào mà về nữa chứ tám bảo đảm rồi ta sao mẫu biết không có ta sao mẫu chặt đầu cô ta nghe ngọc có quý này con tâm mình chứ đâu ha con tâm chứ đâu thật tay tâm nó đâu sao mà tìm biết đâu biết đó chúng đục quẹo những cây dưới củi đất xi măng sơn gót đặt tên ngục qua tì giữa cái một bên chờ những kẻ tu hành giả dối cưng thấy đạo ì ì chứ không có người nào thiệt không tu thì tu tu bên phật bỏ bên trời tu trời bỏ phật trái đời sao nên tu đâu ì ì tu theo đức thầy mà nói ông sanh khỉ ta gây lộn với mình nói thật thầy ra ta tử với mình nói thật mẫu ta tử với mình ta gây lộn với mình mày thấy tu vậy đó hả tu là tu phải làm thiền chứ tu đâu mà khăn tiên vậy mà mình nói lên thân chỉ anh có nói tu đem đức thầy và không tu có đâu mà đi theo ông thân chỉ tại gì ta chơi ông thân chỉ mặt sát luôn tại mà không tại mắng là ông thân chỉ tôi không là ngay tổ đình mình chào thầy về ngay bàn giữa ngay bàn giữa cái bộ giáp tôi hỏi với chị trong hậu cưng đi cưng dám đi xuống tu đành cưng da dám mà xưng tên vũ ngực không ta lọc mà tôi ơi giữ tà luôn hay ống kè tao da mắm năn nỉ mắm năn nỉ thôi đi cô ta cô đi xuống dưới chùa thầy ở đây khó năn nỉ tao xuống dưới cầu hòm tao ngồi lên trên mấy cái bằng giữa tao ngồi xong trời nhận ra đâu tại vì mấy ổng về cho tao mắm kêu tao đi một tháng bảy hai cái dằm tháng bảy đi tại vì thầy dạy rồi thầy phá chất rồi thầy thầy nó nằm ở cái khoảng giữa có nghĩa là mình muốn cao cao muốn thấp thấp nhưng mà mình phải hiểu cái thầy nói cái gì nhưng mà thầy nói đi rồi thầy cũng nói lại chứ không phải thầy quyết định như vậy mà bây giờ là người thượng cổ ta đã phải ta định tồn đó nói mặt rồi ta định tồn cái nếu không nè bây giờ nếu mà cưng á không tới thời tám nếu mà cưng lên đây cưng có quay được á cưng chắc cái đầu tám đi đồng cho quay rồi sao mày giờ giá mặt thôi sao mày lên đây mày quay tám được không tới thời tám sao mày lên đây mày quay tám được đúng rồi cũng phải mượn người nói đặng cho người ta quay đầu đặng cho người ta làm lành đến giờ đặng cho thế giới hòa bình đặng hưởng cho anh tôi hỏi với cưng nè ở đời trên đời cũng kẻ lành người dữ chứ không lẽ bỏ hết mặt này tánh thành thật không lẽ bỏ hết sao tám người ta cũng đòi ơn trên tám đòi giúp tám không biết nhiêu lần tám khóc tôi nói với con tôi chưa còn mắc nợ dương gian tôi giúp hoài thật bà bao năm thường hiện giúp đòi giúp tám nè các chị nên việc tôi giúp có tám hoài tám đâu có chịu đi đâu còn mắc nợ dương gian còn nhiều người bơ vơ lắm còn người tại vì nhân ai như thể không cha không ai dạy dỗ thật là thảm thương tội nghiệp cái gì cho nhiều người cũng có thành căn cũng đợi về chồng để kiếm tôi tại vì tôi thành thật tôi đợi 48 nguyện mấy bà chưa biết tiền mấy bà chưa biết tiền kiếm trước mấy bà làm sao tôi biết từ tiếng kiếm từ kiếm trước tuần sau nữa gần này nó cũng còn vô minh mấy chị là mới có bực thàm mà lên mặt này lên tiên bồ tát thằng chưa còn ở đây người ta nhiều tiền kiếm thật dữ lắm bởi vì ta nhỏ lại người ta mới sáng thao bất thiệt sáng suốt tại sáng nó bị sâu diễn mặt kiếp này ta mới biết trước nè sâu diễn mặt kiếp này tu được mà tôi không dụ mấy bà chứ đương không mà đương không mà đương không bực thàm làm sao mà sáng dữ hả chưa nói Phật không biết chữ không biết số làm sao mà biết sáng dữ hả nói chuyện trời đất nói ra là tôi bật khẩu đi tôi nói tới sáng
bà chuyện trời đất tôi cam đang dướng nữa. Ai dám cam đan, bà bực thàm bà dám mà nói thôi thôi một thòi đó, bà nằm một đống. Không biết gì đâu mà nói đó, bà chân thạc nằm một đống. Đúng rồi. Nói cho thầu biết, nằm một đống liền. Đặt ba cây rồi khiên về. Còn tôi hôm đó này, xong thổng nó lên, hôm đó này là một tháng mấy rồi đó. Mà tôi nói hoài vậy đó. Tại tôi được lĩnh. Được lĩnh, định tồn mấy bà luôn. Nó đừng có nói. Nó là cho cô bác thưởng nhờ. Thưởng nhờ, dạy cho cô lấy cái thân, cái tôi biểu tôi cần cho cô thật trời thương hết. Thánh chàng đô đền ăn thật trời. Thật trời thương hết trung ương thiện nam, tính nữ đâu thương mặt trời. Tôi tối ngày tôi có mặn ăn gì đâu. Không mặn ăn gì được hết trơn. Làm gì cùng hả? Thiệt chứ chị đó, không ăn ăn gì được hết trơn. Cứ hành tôi là rồi kiếm mấy bà lợi, tôi nói giảng kinh là cho mấy bà giải thoát xong. Nói về cái thẻ ha. Rồi, nói gần gần mấy bà thẻ mà tôi cũng thẻ nữa. Chứ không phải nào mà chị thẻ mà tôi không thẻ đâu. Thẻ hết luôn. Thẻ hết mà tôi không nói ra, trong mình tôi nó say sẵn. Nó nhiều quá, tích tụ nhiều quá, chịu chị không hỏi, nó nặng vô, nó say sẵn, tôi biết chết về nhiều quá, nó nặng. Nặng, mà chị không lợi, cái đầu lên lưng nó mệt tôi. Nó xả ra rồi, nó mệt, nó nặng đầu. Không bữa nào quả quả mình nó điện với con đó, nói về con với con nghe. Không nói ẩm. Mà mấy bữa hổng nó không lên, tôi say sẵn, muốn chết luôn. Với bữa đó nó đâu lên, cái hai chồng cái thằng ở dưới chợ mới nó chạy lên rồi tôi nói tôi trả điểm ra rồi đường hai chồng mình có khỏe rồi đầu tôi khỏe luôn. Nó say sẵn tôi muốn chết luôn á. Thấy không, màn này rất tốt rồi, dốt giáo rồi lẹ hết dốt rồi cộng với giới ngày mai cần không nói cho hết lời lẽ hết đâu lẹ cho mấy bà đừng cho mấy bà hưởng. Bây giờ đã bước một bước vô vô trường thi rồi còn dò ở ngoài đó. Ai muốn làm ai muốn bỏ trên đâu nó bỏ. Phải tin chứ, mà lên đây gọi là về mấy bà tin chắc chứ gì vô gạch. Vậy thì nó biết đó, hứa rồi tin hết. Đó là người thượng cổ, người ta dám ba bảo đảm, người ta dám cam đoan luôn mà làm được nào mấy bà sợ, mấy bà tu mừng như là mấy như người tu mừng cái ai cũng phải là tu ra đây là tu đến gỡ thầy về đó rồi để đây là phải tin mới được chứ. Đi cho em ta về, ta về bằng sát ta, mà mấy bà biết không, đi ta về ta biết. Còn mấy bạn thầy đợi nó bằng điểm mà mới cô bắt chị bây giờ đáp hết rồi nó lên mình một nó nữa qua tới nó đi với thằng gì nè tính nó về rồi đi định tính hết rồi rồi sau đi lên mình một nữa rồi cái bắt đi đánh bà đi bắt lên ta nó rồi không đi trên bà tắt nó lên là nó ấy lên là mình biết rồi. À, có chú có qua không có qua bãi đá của huyện với xá thầy với xá ăn chơi rồi không rồi tôi biết tự nhà mình á vô cái dĩa cái đồ chắc cái cây chắc bông cũng như của nhà của mình nhưng tự nhiên á lần đầu đi nó như nhà mình luôn như một nhà đó dạ. Dù có ngại buồn gì chứ á bởi vì cái gốc mà xuống một gốc bị người đầu giống thằng lá mình chỉ gốc tự nhiên cũng muốn hoài vậy đó vậy cho hai chồng cái thằng đó ở bên ở dưới chợ mới cũng gặp tám cái khóc mướt dạ tự nhiên gặp